Trong số gần 450 loại dịch vụ y tế tăng giá đợt này, sẽ có khoảng 80% loại dịch vụ tăng từ 2 đến 10 lần. Mục đích là để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đầu tư cơ sở hạ tầng cho bệnh viện. Tiền giường, tiền khám bệnh chẳng hạn sẽ tăng ở mức từ 3.000, 5.000 lên mức trên 20.000 đồng. Sau đó 15% số tiền này sẽ quay trở lại bệnh viện để tái đầu tư. Theo Bộ Y tế, việc tăng giá này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới những người nghèo hoặc người có thẻ bảo hiểm y tế do được bảo hiểm chi trả phần lớn. Bộ Y tế cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định số 14 về sửa đổi bổ sung cái quyết định số 139 về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo. Thì trong đó cũng đã quy định là các tỉnh đều phải thành lập cái quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo để mà hỗ trợ cho một số trường hợp mà có cái mức đồng chi phí, đồng chi trả lớn. Trong một số bệnh nặng, hiểm nghèo, chi phí lớn như là bệnh ung thư hoặc là bệnh tim mạch hoặc là chạy thận nhân tạo chẳng hạn. Mức tăng giá dịch vụ y tế do các địa phương xây dựng và không được vượt quá khung của Liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành. Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức giá dịch vụ y tế ở một số địa phương là khá cao và không phù hợp với kinh tế cũng như chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng của bệnh viện. Một số bệnh viện xây dựng cơ cấu giá phi lý và khó hiểu. Ví dụ, một lần siêu âm nội soi, bác sĩ phải thay tới 7 cái mũ, 7 khẩu trang và 9 đôi găng tay. Giá dịch vụ y tế ở Trung ương cũng như ở địa phương thì phải phù hợp với hai yếu tố. Một là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và mức thu nhập bình quân chung của cái địa phương đó. Để ngoài cái việc mà quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thì những người hiện nay còn chưa tham gia bảo hiểm y tế có đủ sức để mà chi trả cái giá dịch vụ y tế mới. Cái thứ hai là nó phải phù hợp với cái chất lượng dịch vụ y tế cũng như khả năng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn đó. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đã xác định là phải tính đúng, tính đủ ba cái nhóm cơ cấu chi phí. Vậy nếu chúng ta tính mà thừa ra thì vô hình chung sẽ tạo nên một cái lợi nhuận ảo và tạo nên một cái lợi ích nhóm. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang yêu cầu các tỉnh có mức giá viện phí cao phải điều chỉnh lại. Các địa phương và thành phố khác đang tiếp tục xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân thông qua giá viện phí trong thời gian tới, trong đó bao gồm cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo trong bối cảnh giá viện phí tăng, nhà nước đang có lộ trình hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014. Hiện có tới 38% người dân chưa mua bảo hiểm y tế, trong đó có 15% rơi vào đối tượng cận nghèo, còn lại là lao động tự do.